Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tiếp bài kệ khai hoàn này, bài kinh tụng buổi sáng này, kinh nói về cái pháp duyên khởi 12 nhân duyên. Cũng chưa học được một phần rồi, hôm nay học tiếp. Này học từ vô minh duyên hành nha. Vô minh avijja paccaya sankhara. Vô minh duyên cho hành. Vô minh là cái gì? Hành là cái gì? Thế nào là vô minh duyên cho hành? Vô minh là ngu dốt đấy. Vô minh tức là cái sự ngu xuẩn, ngu dốt, không có hiểu biết đúng thì gọi là vô minh. Còn hành là tất cả những cái hành động ở nơi thân, hành động ở nơi lời nói và hành động ở trong tâm, trong ý nghĩ, thân hành, khẩu hành, ý hành, mà những cái hành động nó để lại nghiệp nên là gọi là vô minh duyên cho hành. Tức là những cái hành động mà nó được những cái hành động nó xuất phát từ cái sự ngu dốt. Bây giờ mình có những cái hành động thì nó xuất phát từ sự ngu dốt thì cái hành động đấy được gọi là vô minh duyên hành. Nhưng mà những cái hành động gì mà xuất phát từ trí tuệ thì có được gọi là vô minh duyên hành không? Thì những cái hành động gì mà xuất phát từ trí tuệ thì nó sẽ đi ngược lại với vô minh, có nghĩa là trí tuệ. Vô minh là đen tối, còn trí tuệ là trong sáng. Khi nào mà có bóng tối thì không có ánh sáng, mà có ánh sáng thì không có bóng tối. Vậy khi nào mà có sự ngu dốt thì không có trí tuệ, khi nào mà có trí tuệ thì không có sự ngu dốt, nên là khi nào có vô minh thì không có tuệ, khi nào có tuệ thì không có vô minh. Những cái hành động nào mà nó được xuất phát từ cái tâm vô minh, từ cái tâm ngu dốt thì gọi là vô minh duyên hành. Những cái hành động nào mà xuất phát từ trí tuệ thì cái đấy, thì những cái hành động đấy thì không có để lại cái nghiệp gì cả, thì nó không được, thì cái đấy là trí tuệ. Những cái hành động xuất phát từ trí tuệ và những hành động xuất phát từ vô minh. Bây giờ mình biết là trong cuộc sống hàng ngày mình thường hay có những hành động gì ha? Mình hay thường có cái hành động của vô minh hay là có hành động của trí tuệ? Vô minh là cái sự thấy biết sai với sự thật và sự không hiểu biết đúng với chân lý, sinh ra các loại phiền não và các ác nghiệp và chịu khổ đau. Thì vô minh ở đây cả cái sự mà hiểu sai biết sai cũng vô minh, mà là cái sự thấy không biết cũng là vô minh. Người tôi không biết thì không biết cũng là vô minh, và tôi biết nhưng không đúng, biết sai cũng là vô minh. Thì vô minh là thế, hiểu sai hoặc là không hiểu biết, đấy đều là vô minh. Mà đây là hiểu sai với sự thật, với những cái sự thật, hiểu sai với chân lý, không biết sự thật. Một người không biết sự thật, mà sự thật ở đây là gọi là các cái sự thật tuyệt đối. Nó có hai loại sự thật ở thế gian, một cái loại là sự thật tương đối và một cái sự thật tuyệt đối. Cái sự thật tương đối tức là những cái pháp chế định ở thế gian ấy, những cái pháp chế định mà ví dụ như là một người học để biết, như là 1 + 1 = 2,
thì cái đấy là pháp chế định ở thế gian. Nhưng một người nói 1 cộng 1 bằng 3 thì cái người đấy là không có hiểu biết sự thật tương đối, chứ không phải là sự thật tuyệt đối. Có sự thật tuyệt đối thì là phải thấy bằng trí tuệ, tức là một người thấy được sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì cái người đấy mới là người biết về sự thật tuyệt đối. Còn một người nói là chỉ có cái thân, mình chỉ biết là đây là có người nam, người nữ, người già, người trẻ, thì cái người đấy chưa thấy được sự thật tuyệt đối. Trong cái sự thật tuyệt đối thì không có người nam, không có người nữ, không có người già, không có người trẻ, mà chỉ có danh với sắc. Vì khi nào thấy được bốn cái pháp chân đế thì mới là người thấy được sự thật tuyệt đối. Còn khi nào mà giác ngộ ra được bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo thì lúc đấy mới là người hiểu đúng sự thật. Còn lại nếu như người nào mà chưa thấy được các pháp sự thật tuyệt đối, chưa thấy được các chân lý, thì cái người đấy vẫn còn là vô minh, vì đấy nó còn đang sống ở trong cái sự vô minh. Khi mà mình đang còn vô minh thì mọi cái hành động của mình là cái hành động gì? Mọi hành động này, tất cả những cái hành động của mình nó đều xuất phát từ cái gì? Nó đều xuất phát từ cái này hết. Mọi cái hành động của mình, thế nào là sự thật, thế nào là chân lý, thế nào là đúng sự thật, thế nào là sai sự thật. Thì nếu mà phân tích các cái sự thật ra để thấy được những cái pháp chân đế, tức là các sự thật về dân này là sắc pháp và danh pháp, nó sinh rồi diệt, diệt theo cái quy luật của 12 nhân duyên, đấy là cái sự thật. Đấy. Còn nếu một người mà chưa thấy được cái danh và sắc thì cái người đấy là cái người mới chỉ hiểu được cái pháp tương đối ở thế gian, dù người đó có thể biết rất là nhiều thứ, người đó có thể có cái kiến thức rất là sâu rộng, học rộng biết nhiều thì còn là thế trí biện thông, có thể biết rất nhiều những cái pháp. Những cái pháp đấy đôi khi nó lại làm cho cái người mà càng biết nhiều những cái pháp đấy, đôi khi nó lại càng khiến cho cái người đó tà kiến sâu nặng. Càng biết nhiều những cái sai sự thật thì tà kiến càng sâu, tà kiến càng nhiều. Đôi khi cho nên là thế trí biến thông, cái học rộng hiểu nhiều những cái pháp tục đế ở thế gian, đôi khi nó cũng nếu mà mình học những cái pháp tốt, những cái pháp thiện pháp, những cái pháp mà đúng với chân lý thì nó có lợi ích. Mà phải học những cái pháp tà, những cái pháp mà nó sinh khởi nhiều cái tà kiến thì cái đấy lại không tốt. Chân lý về còn đấy, cái sự thật có là nó có bốn cái sự thật tương đối là các pháp tục đế, cái sự thật tuyệt đối là các pháp chân đế. Còn cái chân lý là cái chân lý về sự khổ luôn hiện hữu ở trên danh và sắc. Thì cái chân lý thì nói đến chân lý thì nó chỉ có một con đường đi đến chân lý thì nó nhiều, nhưng mà chân lý chỉ có một. Tức là chân lý thì nó có gọi là bốn cái thánh đạo, bốn cái sự thật tuyệt đối. Đó là khổ đế, tức là tất cả những chúng sinh còn hiện hữu là còn khổ. Đấy là tất cả chúng sinh dù ở cái cõi nào mà còn có cái sự sinh ra thì có sự diệt đi, có cái sự sinh thì phải có tử, đó là một cái chân lý. Chân lý về khổ, chân lý về nhân sinh ra khổ là sự tham ái và dính mắc đối với sự sống, đối với danh sắc. Nếu mà còn tham ái dính mắc đối với danh sắc thì còn, thì cái đấy là cái chân lý thứ hai, là cái nhân sinh ra khổ nó vẫn còn. Dù là dính mắc ở bên trong hay bên ngoài, hay quá khứ hay vị lai, cao thượng hay hạn điển, thì nó đều là dính mắc. Còn dính mắc thì còn phải đi tái sinh. Chân lý thứ ba là chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát khỏi danh sắc. Khi nào hết tham ái, tức là khi nào dứt được hết tham ái đối với danh sắc thì là lúc đấy là thoát khổ, khổ được diệt trừ. Chân lý thứ tư là con đường đưa đến diệt trừ tham ái đối với danh sắc là thực hành mắt chánh đạo hay là giới định tuệ. Đây là bốn cái chân lý. Nếu mà một người mà chưa giác ngộ được bốn cái chân lý này thì là người đang còn vô minh.
Khi nào mà giác ngộ được bốn cái chân lý này thì lúc đấy mới mới hết vô minh. Hiểu đúng sự thật là trí tuệ phân biệt được các pháp chân đế, sắc chân đế 28, sắc danh chân đế 89, tâm vương 52, tâm sở 121, tâm vương trong cái bảng nêu danh và sắc. Thì là cái người nào mà tuệ chi được, phân biệt được, quán chiếu được cái danh sắc ở trong cái pháp đấy, thì là cái người đấy là cái người thấy được các sự thật, thấy được các sự thật, thấy được các pháp như chúng thực sự là. Tuệ chi danh sắc, tuệ chi cái nguồn gốc sinh ra danh sắc, tức là cái pháp duyên khởi. Và ví dụ như là sắc sinh ra do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực. Khi nào tuệ chi được nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực có sinh lên thì cũng có diệt đi, nên sắc sinh lên và sắc diệt đi. Và vì đó giác ngộ ra sắc không phải là ta, sắc không phải của ta, sắc không phải tự ngã của ta. Nên là cái tuệ chi hiểu ra được sự thật là như vậy. Không có cái ta ở trong cái sắc này, không có cái sắc ở trong cái ta. Ta không phải là sắc, sắc không phải là ta. Khi nào tuệ chi được sự vô thường của vô ngã trên sắc thì dứt bỏ được tham ái với sắc. Khi nào dứt bỏ tham ái với sắc thì vì đó mới được tự tại thoát ra khỏi sắc. Thế là cái trí tuệ quan chiếu về sắc để dứt trừ, để giải thoát khỏi sắc. Tuệ chi nguồn gốc sinh ra tâm, danh tức là cái nguồn gốc sinh ra tâm. Tâm sinh ra là do những cái thức nghiệp ở trong quá khứ, có thể là và có cái căn ở hiện tại, như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Cái xứ, nội xứ, ngoại xứ, cảnh, cảnh là cái ngoại xứ và phải có thức. Thì cái, những cái đấy là cái nhân căn bản để mà cho tâm sinh khởi. Mình có nghiệp ở trong quá khứ nhưng mà mình sinh ra mà thiếu căn nào thì cái tâm nó sẽ thiếu ở cái chỗ đấy. Ví dụ người mà không có mắt thì cái nhãn thức nó không sinh được, không có tai thì nhĩ thức nó không sinh được, hoặc là có mắt mà không có cái cảnh trần, mình không có những cái cảnh ở bên ngoài mình không thấy được, mình có tai mà không có âm thanh thì mình không thể nghe được. Nên thì nó có căn có cảnh, hoặc là có căn có cảnh mà nó không có thức. Cái lúc đấy mà cái người rơi vào hôn mê không có thức thì sẽ tâm nó cũng không sinh khởi. Vậy thì phải có cái nghiệp ở quá khứ, nó có cái căn có cảnh có thức, nó là nhân nó sinh ra các tâm. Khi nào nghiệp căn sáu căn sáu trần và sáu thức có sinh lên có diệt đi, nên danh cũng sinh lên và diệt đi, thì vì đó mới giác ngộ ra cái tâm này nó không có cái ta, không có ta ở trong cái tâm, có tâm trong ta nhưng tâm nó là vô thường, tâm nó là khổ, tâm nó là vô ngã. Tuệ chi được cái sự vô thường khổ vô ngã ở trên tâm, trên danh này, thì vị đấy dứt bỏ được tham ái đối với danh, dứt bỏ được tham ái đối với các cái tâm, còn chấp vào cái tâm nữa, còn chấp vào tâm của mình, còn chấp vào tâm của người khác nữa, không còn tham ái đối với thọ, với tưởng, với hành, với thức này. Khi nào dứt bỏ được tham ái đối với tâm, với danh thì mới tự tại giải thoát ra khỏi danh. Còn cái người hiểu sai sự thật là người không có trí tuệ, thấy được danh sắc chân đế nên sống với tưởng chi điên đạo về cái thân thể vật chất và cái tâm thức này. Khi mà chưa tuệ chi được các cái sự thật đấy thì là bên đó sẽ sống với cái tưởng, là có cái tưởng mình tưởng nó thế nhưng nó không phải thế. Rất là nhiều cái mà mình cứ tưởng, mình trong xa thì mình cứ tưởng, mình tưởng nó là cái này nhưng mà lại gần nó hóa ra cái khác. Có rất nhiều cái lầm tưởng như vậy. Trong xa một người giống với người thân mình cứ tưởng đấy là người quen, mình chạy lại gần mình gọi người đó quay lại, ồ nhầm, thế là nó nghe mình xấu hổ. Thì cái tưởng nó là như thế. Bây giờ ngay trong cái thân tâm của mình vậy, mình cứ có rất nhiều cái tưởng xa, mình khi chưa có tuệ nó có rất nhiều cái tưởng xa, nó gọi là cái tưởng điên đảo. Vì thấy cái hình tướng bên ngoài nên sinh ra sự so sánh đẹp xấu của ta và của người, tưởng cái ta cái trong cái sắc nhưng thực sự cái sắc luôn biến đổi vì nó là vô thường. Vì cái sắc này nó luôn luôn biến đổi, nó vô thường, nhưng mà mình cứ tưởng là nó thường, mình cứ tưởng là nó thường, mình cứ tưởng là nó tồn tại mãi, thì cái đấy là cái tưởng xa. Cái sắc này nó khổ, mình cứ tưởng nó là an vui sung sướng. Sắc này
luôn luôn cái xác thân này nó luôn luôn chịu cái sự sinh diệt, cho nên là nó luôn luôn chịu bức bách, chịu khổ sở. Nhưng mà mình cứ tưởng nó cái xác này là nó an vui sung sướng đấy, cứ tưởng cho nó ăn ngon, cho nó ngủ nhiều, cho nó được ở nhà ấm cúng là nó sướng, nhưng mà thực ra lúc nào nó khổ hết. Tưởng cái xác này nó có hình tướng, có tự thể, mình tưởng nó có cái ta, cái xác này là của ta, nhưng mà thực ra cái này nó là giả tướng, nó không có tự thể, nó là vô ngã, nó là kết hợp của rất nhiều những cái hạt sắc. Tưởng rằng cái xác đáng yêu, đáng nương tựa, đáng để giữ gìn, nhưng thực sự cái xác đáng để nhàm chán, đáng kinh sợ, đáng để giải thoát. Cái tưởng nó khác, đôi khi mình tất cả mọi cái nó diễn ra nó khác với cái tưởng của mình. Mình hay có cái tưởng sai, thì ngay cái tưởng sai thì nó cũng bắt nguồn từ vô minh, cho nên nó sinh ra cái tưởng sai như vậy. Tưởng là tâm là một linh hồn, nhưng thực sự nó chỉ là một cái sự, một trong những cái dòng diễn tiến của tâm thức. Cái tưởng về cái tâm cũng hay rất là tưởng sai, mình cứ nghĩ là mình có cái linh hồn ở trong cái tâm này, đấy là một cái tưởng của mình. Và mình cứ, nhiều người cứ nghĩ là chết rồi sẽ có linh hồn ra khỏi cái, có cái linh hồn ra khỏi cái thể xác, có một cái đời sống của cái linh hồn, có cái tự ngã ở trong này. Nhưng mà khi mà một người mà tuệ tri phân biệt được cái tâm thì mới thấy tâm nó chỉ là một cái dòng tâm thức. Những cái dòng tâm thức nó cứ sinh lên để nó diệt đi, nó đủ nhân duyên nó sinh lên, về sau đó thì nó lại diệt đi, nó hoạt động theo một cái quy luật của nó hoạt động mà chỉ khi nào mình tuệ tri được nó, mình mới phá vỡ ra được cái tưởng này, mình mới hiểu ra được là thì ra cái dòng tâm thức này nó cũng có một cái quy luật tự nhiên của nó có cái sự hoạt động riêng của nó. Và mình cũng có thể khi mình hiểu ra nó rồi thì mình mới thấy được rằng cái tưởng của mình về nó từ trước đến giờ nó rất là sai lầm. Tưởng rằng mình hưởng thụ các cái dục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp là vui vẻ thích thú. Đôi khi mình tưởng về cái tâm như vậy, mình cứ chiều theo cái thân này và chiều theo cái tâm. Mình cứ nghĩ rằng là mình để cho cái thân tâm này nó được an vui sung sướng, cái đấy là an vui hạnh phúc. Mình cứ tưởng là cái tâm mình nó thích các cái cảnh trần, sắc thanh hương vị xúc, những cái pháp, những cái cảnh trần ở bên ngoài đấy, thì đấy là một cái điều hạnh phúc an vui mà mình hay chạy theo những cái cảnh đấy. Thế nhưng thực sự trong ngũ dục luôn tiềm ẩn sự khổ đau và nguy hại. Thì không biết được là những cái dục tham đấy nó có cái sự nguy hại, nó tiềm ẩn đằng sau rất là nhiều sự nguy hại và sự nguy hiểm, nó thiêu đốt mình, khiến cho cái tâm thức trở nên mê mờ và hạn nhiệt. Nếu mình càng chạy theo cái ngoại cảnh ở bên ngoài thì cái tâm của mình nó càng lúc nó càng tối tăm và nó càng trở nên hạn nhiệt hơn, càng trở nên khổ đau nhiều hơn. Tưởng rằng những điều an vui hạnh phúc của mình là do sự may mắn hay sự giúp đỡ của những đấng bề trên. Đôi khi mình gặp những cái điều vui vẻ may mắn ấy, mình cũng có cái tưởng ồ chắc là do mình gặp những cái vận may, hay là mình có những cái đấng thần linh nào hộ trì cho nên mình gặp những cái điều may mắn như thế này. Đấy, nhưng thực sự ra ấy, thì đó là kết quả của nghiệp thiện mà mình đã làm trong quá khứ. Có rất là nhiều những cái sự thật mà mình cứ tưởng mình không, do mình còn bị vô minh nó che lấp cho mình không có biết được, là mình cứ tưởng nó diễn ra như thế này mà mình lại tưởng nó như thế khác. Tưởng rằng những điều khổ đau bất hạnh của mình là do kém may mắn, do không biết phụng thờ các đấng bề trên, hay là do không biết cầu xin, không biết cúng bái, hay là mình không biết tạo các cái vận may, vận lành gì đó, thì cho nên là mình hay gặp những cái chuyện rủi ro bất hạnh. Nhưng thực sự đó chỉ là kết quả của những nghiệp bất thiện mà mình đã làm trong quá khứ. Thì giữa cái vô minh nó hay tưởng sai như vậy. Nhưng mà khi có trí tuệ rồi mà phá vỡ được vô minh rồi thì mình mới hiểu ra được sự thật. Sự thật nó rất khác với những cái gì mà mình hay suy tưởng hàng ngày. Vì không biết không thấy hoặc thấy biết sai với chân lý, với sự thật nên gọi là vô minh hoặc là ngu si mê muội. Thì cái chân lý nó rất là thâm sâu, những cái sự thật ấy nó rất là thâm thông. Chỉ khi nào
phát triển được trí tuệ. Người có trí thì mới hiểu được những cái pháp thâm sâu. Thì khi nào phát triển được trí tuệ mới thấy được các sự thật, mới thấy, mới giác ngộ ra được chân lý. Còn khi nào mình chưa có trí tuệ, mình chưa thấy được sự thật, mình chưa giác ngộ ra được chân lý, mình còn bị chi phối bởi vô minh. Ngày đấy vô minh nó còn dẫn dắt mình đi, nó còn dẫn dắt mình đi ở trong sinh tử rất là lâu. Chỉ khi nào mình phát triển được trí tuệ này thì mình mới phá tan được cái màn vô minh này, thì lúc đấy mới giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này được. Còn ngày nào mình chưa thấy sự thật, chưa giác ngộ chân lý thì mình còn bị vô minh nó đưa đi hết nơi này đến nơi khác. Vô minh đen tối, giống như bây giờ mình đi ở trong đêm tối mà không có đèn pin này, đi ở trong rừng này, cứ đi mò vậy, nó cứ rơi chỗ này, rơi vào chỗ khác này, không bao giờ tìm được con đường để mà đi. Thì ở trong sinh tử nó bận, ngày nào mình còn bị vô minh này nó dẫn dắt, giống như là mình đi đường mà không có cái ánh sáng nó soi đường ấy, mình cứ đi trong, mình cứ lăn lộn hết chỗ này đến chỗ kia, bầm bập này. Đi ở trong sinh tử nó cũng vậy, có lúc thì mình lăn xuống địa ngục, mình lăn vào ngã quỷ, mình lăn vào súc sinh. Thỉnh thoảng mình lại lộn ngược lên được làm người, làm trời một tí, xong lại chui xuống. Nó cứ đi lên đi xuống liên tục như vậy là do vô minh này. Vô minh này nó che lấp mất, làm cho mình không biết đường mà đi nữa. Vô minh có đồng nghĩa với tà kiến không? Tà kiến với vô minh này có như nhau không? Tà kiến thấy biết sai sự thật, có chấp trước vào cái chi kiến sai đó là đúng. Khi mà một cái người tà kiến là cái người đấy có cái sự hiểu biết nhưng lại hiểu biết sai, chấp sai vào một cái gì đó, mình có một cái niềm tin sai. Cứ lúc nào có một cái niềm tin sai, mình gọi cái sai là đúng. Thì mình chấp vào một cái gì đó mà nó không đúng, thì cái lúc đấy nó sinh ra tâm tà kiến. Thì là cái vô minh nó cũng bao gồm ở trong đấy, không có kết quả. Ví dụ một người cho là không có kết quả của nghiệp thiện ác, nhưng mà sự thật là việc thiện nó có kết quả thiện, việc ác nó kết quả ác. Nhưng bây giờ một cái người này chấp trước nói là không có kết quả gì hết, ai làm thiện cũng như thế, ai làm ác cũng như thế, thì người đấy là tà kiến, thì cũng là vô minh. Không có sự tái sinh, không có chúng sinh hóa sinh, nghĩ là chết rồi là hết, không có đi đầu thai đâu cả, không có cái cõi siêu hình nào, không có địa ngục, không có thiên giới, thì cái đấy cũng là tà kiến, cũng là vô minh. Hoặc vạn vật trên thế gian là do đấng tạo hóa tạo ra, thì cái đấy cũng là tà kiến, mà tà kiến đấy cũng là vô minh. Vô minh là sự ngu si, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là chánh, đâu là tà. Cái này nó cũng là vô minh. Khi thì nó đi với tham tà kiến, khi thì nó đi với tham ngã mạn, khi thì nó đi với cái sân, khi nó đi với các tâm si. Nói chung là vô minh nó đi kèm với tất cả những tâm bất thiện. Cứ lúc nào mình khởi lên tâm bất thiện thì lúc đấy có vô minh. Tám tâm tham, trong cả tám tâm tham thì nó đều có vô minh. Tức là vô minh nó là cái tâm si, là cái căn bản của tất cả những tâm bất thiện. Người nào mà có cái vô minh nó càng mạnh thì cái tâm bất thiện nó khởi lên mạnh. Cái người nào có vô minh yếu thì tâm bất thiện nó khởi lên yếu. Cái vô minh ở trong mỗi người nó có khác nhau. Có người thì vô minh rất là sâu, rất là mạnh. Có những người thì vô minh thì nó nhẹ hơn, nhẹ hơn. Cái người nào mà trí tuệ mà mạnh thì vô minh nó yếu, trí tuệ mà yếu thì vô minh mạnh. Cái người nào mà trí tuệ mà cực mạnh nữa thì sẽ diệt trừ được vô minh. Trí tuệ mà rất mạnh thì nấn áp được vô minh, đoạn trừ được vô minh cũng nhờ trí tuệ. Nhưng vô minh nó có đoạn trừ được trí tuệ không? Vô minh nó chỉ che lấp được trí tuệ, nó che lấp được trí tuệ chứ nó không diệt được trí tuệ. Giống như là mây ấy, nó chỉ che được mặt trời thôi chứ nó không diệt được mặt trời. Nhưng mặt trời có diệt được mây không? Mặt trời có thể xua tan được mây, đánh tan tác hết mây đi. Thì trí tuệ nó cũng vậy, trí tuệ nó có thể đánh tan được vô minh. Nhưng mà vô minh nó chỉ tạm thời nó che được trí tuệ. Còn trí tuệ lúc nào nó còn đấy. Bây giờ mình chưa giác ngộ nhưng cứ yên tâm, một ngày nào đó mình sẽ giác ngộ. Khi nào có đủ sức mình sẽ đánh tan được vô minh. Nên
đừng có tuyệt vọng nếu như còn đang bị vô minh. Giống như là bây giờ mây nó vẫn lên, nó che mặt trời, cứ yên tâm một ngày nào đó này rồi là mặt trời nó sẽ mạnh lên và sẽ đánh tan được mây. Tại sao trong tâm tham lại có vô minh? Trong tâm tham lại có vô minh. Vô minh ở trong cái tâm tham. Bây giờ mình ưa thích một cái gì đó, mình thích một cái cảnh trận, thích một cái cảnh sắc đẹp, thì lúc đấy nó có vô minh nó đi kèm không? Có vô minh nó đi kèm biển vui, bởi vì rằng là cái trong cái đẹp đấy nó có những cái rất là bất tịnh, mình lại không thấy được cái khía cạnh bất tịnh, chỉ thấy được cái khía cạnh đẹp, thì đấy là vô minh. Trong cái, một trong những cái cảnh trần sắc thanh hương vị xúc âm thanh vị xúc, tất cả những cái thứ đấy, nó mình cứ tham đắm bất cứ một cái gì đó thì là lúc đấy nó có cái vô minh, nó có cái sự hiểu sai, mình không hiểu đúng bản chất của nó nên mình mới ưa thích. Nếu mà hiểu đúng bản chất rồi thì mình không còn ưa thích nữa. Vô minh là bằng si, không thấy đúng sự thật, sinh ra cái lầm tưởng, cái vô thường tưởng là thường, cái khổ tưởng là lạc, cái giả tưởng là thật, cái bất tịnh tưởng là sạch, vì vậy sinh ra tham ái ngã mạn. Nguyên nhân cũng từ sự ngu si mà ra. Từ cái sự ngu si mình không hiểu được cái bản chất sự thật của nó, thì mình mới tham ái, mới chấp trước. Thì mình thấy bông hoa có đẹp không? Bông hoa đẹp, nhưng mà cái bông hoa mà càng bón nhiều phân thì nó càng đẹp nhá. Thì nó tiềm ẩn ở đằng sau cái đẹp ấy, nó là một cái sự rất là bất tịnh. Cái gì nó cũng vậy. Tại sao trong sân hận lại có vô minh? Thế rồi bây giờ là đúng là tại vì hiểu sai cho nên sinh ra vô minh. Thế còn bây giờ trong sân thì tại sao nó lại có vô minh? Thì vô minh nó nằm ở đâu ở trong cái sân này? Có khi nào mình tức giận không? Ai đó trêu chọc mình tức giận không? Tức giận lên thì đấy là sân. Và bây giờ một cái người rất là thông minh trí tuệ, mình đến mình trêu chọc họ, có tức không? Họ tức thì bảo vẫn ông vẫn còn ngu, ông chưa khôn, chưa phải trí tuệ, chưa phải là tài rồi gì. Bây giờ mình ai mà cứ nhận tôi là giỏi lắm, tôi là thông minh, tôi trí tuệ lắm đây, đến mình chọc em nó có tức không? Nếu mà còn sân còn tức, tức là còn vô minh, vậy thì cái vô minh nó nằm ở đâu trong cái sân đấy? Vô minh nó nằm ở cái tham ái, vô minh nó cũng nằm tham ái, vậy chứng tỏ là cái ông này ông ấy sân là ông ấy do ông tham ái, ông ấy sân. Tham ái càng mạnh thì sân càng mạnh, tham ái bản thân nên ai xúc phạm đến bản thân thì sân, phải không? Bây giờ mình càng yêu cái bản thân mình, nhưng bây giờ ai đụng đến thân mình thì mình có tức không? Rất là tức. Bây giờ mình đang yêu quý cái thân mình thế này, tự nhiên có ai nó cầm một cái vệt nhọn nồi nó quệt lên trên mặt một cái, mình tức không? Điên khùng lên thì nhưng mà cái người ta không có yêu mến cái thân lắm ấy, thì người ta bình thường. Thế nên cái người mà càng yêu mến cái tự ngã này thì cái thân sân của người đó càng nặng, hễ mà có ai đụng đến tự ngã của mình. Tham ái với những người thân nên ai xúc phạm đến người thân thì sân. Đấy là có, mình chỉ sân khi có người xúc phạm đến mình, chứ còn người ta mà xúc phạm đến một cái nó không liên quan đến mình thì sao? Thì mình bình thường dường dưng thôi. Hoặc là có ai đó xúc phạm đến những người thân của mình thì mình sinh ra sân. Vậy chứng tỏ là mình rất là tham ái với người thân. Hoặc là tham ái với tài sản, thế mà ai đụng đến chạm đến tài sản của mình thì mình sân. Chứ còn có một cái người ta rất là bình thường, người ta coi tài sản là bình thường, người ta có cái tâm sản ai muốn đến đấy thì đấy thôi, thì người ta có sân không? Không có sân. Vậy bây giờ thấy cái người nào sân thì mình biết là người này tham ái ha, người này tham ái rất là nặng. Thế bây giờ muốn chữa cái bệnh sân của người khác thì chữa làm sao? Chữa từ cái tham ái mà chữa đi. Chữa từ cái tham ái thì chữa cái gốc của nó trước, chứ bảo là hết cái bệnh sân thì chữa cái bệnh sân đi, từ nay đừng có sân nữa, hãy
tăng trưởng cái tình thương lên, tăng trưởng cái tình thương. Mà thương cái gì? Tôi thương tôi trước ha. Càng thương tôi thì cái thân nó càng mạnh. Càng thương tôi thì cái... Thế là cái mà nó đối trị với cái tâm sân đấy là cái tâm từ, là phải thương người khác, thương tất cả những chúng sinh khác. Thì nó sẽ giảm bớt. Khi mà cái tình thương mà nó mà bị cô đọng lại thì là nó sẽ sinh ra cái tình thương rất là ích kỷ, và thì cái sân nó càng lớn. Nhưng mà cái tình thương khi mà nó trải rộng ra thì nó sẽ giảm bớt đi, giảm bớt đi. Ví dụ bây giờ một cái người đấy trải rộng là thương yêu chúng sinh thì cái lòng thương yêu với mình nó sẽ phải giảm đi. Nó giảm đi thì cái sân nó cũng giảm đi. Chính vì vậy cho nên là cái tâm từ có nghĩa là từ vô lượng tâm, tức là một cái người hành tâm từ là từ vô lượng tâm, tức là vị đó phải rải cái tâm từ càng rộng càng tốt. Càng rộng thì tâm sân nó càng bớt đi mà. Vì cái, rải ra cái tâm từ nó càng lớn, tức là cái một cái tâm mà thương rộng lớn với nhiều người ấy, nên nó càng lớn lên thì cái tình thương đối với một người, hai người, ba người hay là tình thương với bản thân mình thì nó sẽ giảm đi. Bây giờ mình thương nhiều người thì nó phải giảm đi chứ. Mình tập trung mình chỉ thương một người thôi thì nó giảm. Cái tham ái nó mạnh lên thì tâm từ nó kém đi. Còn cái tâm từ mà nó mạnh lên thì cái tham ái nó yếu đi. Tham ái yếu đi thì cái sân nó phải hết. Vậy thì sân hận sinh ra từ tham ái. Bây giờ ai mà càng có cái tâm sân nhiều thì người đó càng phải diệt trừ cái tham ái đi. Tham ái với bản thân, tham ái với người thân và tham ái với tài sản. Thì lúc đấy người đó mở rộng ra, mở rộng cái tâm từ ái ra đến tất cả chúng sinh thì nó sẽ giảm bớt tham ái, thì nó giảm bớt cái tâm sân. Thì tham ái cũng sinh ra từ vô minh, ngu si, lầm tưởng, nên vô minh cũng là gốc rễ của sân hận. Vô minh thể hiện trong tâm si. Vô minh nó là tâm si rồi mà. Vô minh thì nó là si, nhưng mà si nó sẽ chia ra làm hai cái loại si. Si nó chia ra làm hai loại. Vô minh với si thì bằng nhau nhưng mà nó chia trẻ ra. Si hoài nghi, không thấy sự thật nên khi tiếp xúc với sự thật vị đó không có niềm tin và hoài nghi do dự. Tức là một người giờ mình không thấy sự thật cho nên là bây giờ ai nói đến sự thật thì mình hoài nghi. Mình hoài nghi rồi mình không có thấy. Không có thấy cái điều đó. Giống như là cái con cá nó ở dưới nước này, con rùa lên trên bờ, nó về nó kể lại cho con cá ở dưới nước nghe, ở trên kia có nhiều thứ đẹp lắm. Trên đấy có thành phố, có xe cộ, có nhà cửa, có tivi, có máy bay, có điện thoại, có đủ mọi thứ, cái gì cũng có. Về kể con cá nó có nghe không? Nó có tin không? Mà làm gì có cái chuyện đấy. Chuyện đấy là chuyện bịa đặt thôi. Cách đây khoảng 100 năm trước mà nói chuyện là ở một cái nước nào đấy người ta có những cái phương tiện như điện thoại này, nói chuyện có thể nhìn thấy hình, và đi về Việt Nam kể có ai tin không? Đang không tin, người ta bịa gì có cái chuyện đấy. Đấy thì cái sự thật, vì không thấy sự thật, mình không có thấy được sự thật cho nên bây giờ người khác nói ra sự thật mình chưa chắc đã tin. Bây giờ mình không có sự thật để thấy được địa ngục, nhưng mà Đức Phật thì có trí tuệ, Đức Phật thấy được. Nhưng bây giờ Đức Phật nói ra mình có tin không? Đấy, mình hay hoài nghi và chẳng biết có thật hay không, hay là Đức Phật dọa thế để mình sợ, mình hỏi làm việc ác. Thì mình cũng giống như cái con cá ấy, mà con rùa nó chỉ cho biết nhưng nói cho mình không chịu tin ấy. Bây giờ Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật thấy là có cõi thiên giới, có các cái cõi trời từ thấp đến cao, nhưng mà nói ra chưa chắc mình đã tin. Chứ chắc mình đã tin bởi mình không thấy sự thật. Thì vì tại sao mình không thấy sự thật? Vì cái si này nó làm cho mình không thấy được sự thật. Cái si nó che lấp mất sự thật. Cho nên là cái người nào mà càng đa nghi thì cái người đấy cũng càng ngu si. Ngu si thì mới nghi. Còn cái người không người có trí thì người ta biết cái gì, người ta tin những cái gì đáng tin, đó. Cái gì không đáng tin thì người ta phân biệt được phải trái đúng sai, thiện ác chánh tà, phân biệt rõ ràng thì người ta không có hoài nghi. Còn những người cứ hoài nghi do dự, đi đâu cũng nghi, không biết là đúng hay sai, làm cái gì cũng nghi là nó cứ ngơ ngác, làm nó không thật lòng. Còn những người mà có niềm tin rồi thì làm nó mới thật lòng.
còn mi thì mình chỉ làm 50%, còn 50% còn để quan sát, còn để thăm dò xem có đúng không. Những người hành thiền mà nghi nó cũng vậy, hành thiền 50% để đi phân tích, đi quan sát, nghe ngóng tình hình thế nào đấy. Còn si phóng dật là cái tâm năng sang không an định, khi gặp cảnh tốt nó cũng không biết đó là tốt, khi gặp cảnh xấu nó cũng không biết là xấu, nên nó cứ năng sang tìm kiếm chỗ này chỗ kia, không lúc nào an phận. Đấy là cái tâm phóng dật ấy. Tâm phóng dật thì luôn luôn năng sang chạy chỗ này một tí, xong rồi đến chỗ này bảo chắc chỗ kia sẽ tốt hơn, chạy đến chỗ kia chắc, khi mà đến chỗ kia lại đến cái ngọn núi này mà hình như ngọn núi kia cao hơn, lại chạy đi tìm ngọn núi kia, sang ngọn núi bên kia thì thấy ngọn núi bên này như cao hơn, lại chạy, cứ năng sang như vậy. Thì cái người nào cứ năng sang như vậy thì cái đấy là si phóng dật, là cái tâm si vì mình không có phân biệt được, không phân biệt được đâu là tốt xấu, thì nó sinh ra cái tâm năng sang, lúc nào cũng tất bật chạy. Những cái người mà có cái tâm si phóng dật, người ta làm cái việc gì cũng người ta cũng sẽ bỏ dở, không bao giờ làm cho nó trọn vẹn được, làm gì cũng dở. Nhưng mà cái người đấy mà bây giờ mà cho đi học, người ta bỏ học rất là sớm, mà cho đi làm một cái việc gì đấy, người ta chỉ làm một thời gian người ta sẽ bỏ, người ta đi làm kiếm việc khác, rất là chán, nó làm cái gì nó cũng rất là chóng chán. Nhưng mà người đấy mà cho đi tu thì họ cũng bỏ sớm, họ không có tu được hết một thời gian nữa là họ sẽ chán, làm gì họ cũng chán, thì đấy nó gọi là phóng dật. Phóng dật thì nó cũng là một cái tâm si, cho nên là cái tâm này nó không có an định, không có an định, không định tĩnh. Thế nào là hành? Thế là vô minh. Vô minh là si. Còn hành, hành là cái gì? Hành sankhara. Sankhara là hành. Hành cũng có nghĩa là tư chetana. Khi nào mình có một cái hành động mà nó đã thành tựu rồi thì lúc đấy nó là sankhara, nó là nghiệp. Sankhara là nghiệp rồi, hành nghiệp. Còn lúc nào mình đang thực hiện cái hành động đấy là chetana, tức là cái lúc mà mình đang tạo nghiệp thì nó được gọi là chetana, là tâm sở tư, là cái tâm nó đang cố ý làm một cái việc gì đó, mình đang cố ý thực hiện thì nó cũng gọi là nghiệp. Chetana là cái tâm tạo nghiệp, kamma tạo nghiệp, là những cái hành động tạo nghiệp ở nơi thân, nơi khẩu và nơi ý, tất cả những cái hành động của mình. Những hành động đó nếu là bất thiện thì sẽ cho quả khổ đau, nếu là thiện thì sẽ cho quả an vui, nếu là hành động duy tác không thiện không ác thì nó không có quả. Thì trên thân của mình cũng có thiện nghiệp, nó cũng có, mà ác nghiệp nó cũng có. Trên thân của mình có thể có những hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm được, thì nó cũng có thể có những cái hành động không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Nó cũng có thể có những hành động bất thiện và thiện. Nên khẩu của mình cũng có hành động thiện bất thiện, tâm mình cũng có những hành động thiện và bất thiện như vậy. Nên là những cái hành động đấy thì những cái hành động đấy mà được chia sẻ ra thành thiện và bất thiện thì nó có 12 cái tâm chetana tạo ra cái bất thiện nghiệp, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, nó hỗ trợ cho tâm quả bất thiện và sắc bị tạo trong những cõi khổ. Những cái hành động bất thiện, những cái hành động trong cái lúc mà mình tạo ra những cái hành động bất thiện này thì lúc đấy nó là những cái tâm đấy, nó tâm rất là hạn điển, thì nó sẽ cái tâm đấy nó sẽ hỗ trợ cho sinh ra những cái danh và sắc hạn điển ở trong tương lai. Ngay trong cái lúc mà một cái người mà khởi lên một cái tâm bất thiện ấy, tham sân si, thì ngay trong lúc đấy nó cũng tạo ra những cái sắc rất là hạn điển ở hiện tại rồi. Nhưng mà khi mà nó trổ quả ở trong cái lúc tục sinh thì nó sẽ tạo ra những cái sắc rất là xấu xí. Như là cái người mà có cái tâm tham nhiều, khi mà mình sinh làm ngã quỷ, nó mà trổ quả trong cái lúc đi tục sinh thì thường cái ngã quỷ rất là xấu, sắc đen thui thui, mắt đỏ, xong là tóc rối bời, hôi hắm. Thì đấy nó cũng là từ những cái tâm
những cái tâm hạ nhiệt nó sinh ra, nó hỗ trợ để sinh ra cái sắc hạ nhiệt như vậy. Xong là từ cái tâm đấy nó hỗ trợ, khi nó trổ quả nó sinh ra cái trạng thái tâm thức khổ đau, trạng thái tâm thức u si hỗn loạn khổ đau khao khát. Hay là nó mà tục sinh xuống địa ngục thì chúng sinh ở địa ngục bị thiêu đốt, bị băm vằm còn khổ hơn. Sinh ra nằm súc sinh cũng vậy, nằm súc sinh thì cái tâm nó cũng rất là ngu si, mà súc sinh thì nó cũng xấu xí. Thì cái sắc như thế, cái sắc do cái tâm mình, cái tâm thiện ấy, thì nó hỗ trợ sinh ra những cái sắc cao thượng, cái tâm cao thượng. Cái tâm bất thiện ấy, thì nó sẽ là cái nhân để nó sinh ra cái quả, đó là sắc xấu xí và cái tâm bất khổ đau. Còn nếu mà những cái hành động thiện ấy, thì nó mới sẽ hỗ trợ sinh ra những cái sắc cao thượng, sinh ra làm người thì có được cái sắc cao thượng hơn, có cái tâm nó an vui hơn. Sinh lên làm chư thiên thì cái sắc lại cao thượng hơn nữa, cái sắc lại vi tế hơn, cao thượng hơn, và cái tâm nó cũng an vui hơn nữa. Đây là những cái hành động bất thiện thì để lại cái nghiệp bất thiện, tức là cứ lúc nào mình khởi lên những cái tâm bất thiện, lại tham sân si, thì nó để lại cái nghiệp bất thiện. Có bao nhiêu hành động thiện, còn những cái tâm thiện có 17 cái chia tán ra, tức là 17 cái nghiệp, 17 cái tâm sở tư tạng nghiệp hiện diện trong 17 tâm thiện hiệp thể, 8 tâm đại thiện, 5 tâm sắc giới và 4 tâm vô sắc giới. 8 cái tâm đại thiện ở cái cõi dục giới, khi mình làm những cái thiện nghiệp ấy, khi mà mình làm thiện nghiệp như là lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, bố thí, tất cả những cái thiện nghiệp cung kính phục vụ đấy, thì nó là khi mà mình hành động ấy, nó đi kèm với những cái tâm này, những cái tâm thiện hiệp thế này, tâm đại thiện này, 8 tâm đại thiện này, thì có tâm thì có trí, có tâm thì ni trí, có tâm thì có thọ hỉ, có tâm có thọ xả, có tâm cần nhắc bảo, có tâm không cần nhắc bảo. Thì đấy gọi là 8 cái tâm đại thiện ở trong cái bản tâm, mà nó có 8 cái tâm này. Một tâm câu hữu với hỉ, tương với trí, không cần nhắc bảo này. Thì trong cái lúc mình làm ra cái thiện nghiệp, có khi mình hiểu biết về nó, có khi mình không hiểu biết về nó, có khi mình hoan hỉ với nó, có khi mình giữ cái tâm thản nhiên với nó, có khi cần có người nhắc bảo, có khi không cần người nhắc bảo. Thì đó là những cái tâm thiện phải có dục giới. Còn một cái người mà hành thiền, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền thì gọi là thiện nghiệp sắc giới. Và người nào chứng cái tầng thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu tứ, phi tưởng phi, phi tưởng xứ, thì lúc đấy là đang tạo ra cái thiện nghiệp vô sắc giới. Thì ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều nằm ở trong cái hiệp thế, đều nằm ở trong cái thế gian, cho nên gọi là những cái tâm thiện hiệp thế. Khi nào mình hành thiện chứng được đạo quả thì nó là tâm thiện siêu thế, còn đây là những tâm thiện hiệp thế. Tất cả những cái tâm thiện hiệp thế ở dục giới thì nó có thiện và bất thiện, sắc giới, vô sắc giới thì nó có những cái tâm thiện. Tất cả những cái nghiệp đấy nó đều được đi kèm với vô minh hết. Nó có những cái lúc mình làm việc thiện thì nó là hợp thiện tâm, hợp trí tuệ, nhưng mà sau đó mình lại sinh ra dính mắc với nó, cho nên nó thành ra vô minh tham ái. Cái lúc mà mình làm ấy thì nó đôi khi nó có những thiện tâm hợp trí tuệ, thì cái lúc mà nó có trí tuệ thì nó không có vô minh, nhưng mà mình làm xong rồi mình lại quay nó dính mắc với nó thì lúc đấy nó mới có vô minh. Hoặc là cái động cơ để mình làm ấy, hoặc là cái động cơ mình làm là ta ước mong để được sinh về cõi thiên giới, cho nên hôm nay ta đi cúng dường, thì cái động cơ là sinh về thiên giới là vô minh. Trong cái lúc cúng dường là có thiện tâm, và lúc đấy mình cũng ra mình biết nó có trổ quả thì nó là thiện tâm hợp trí tuệ, nhưng mà trước khi làm đấy mình đã có vô minh, hoặc sau khi làm mình đã hoan hỉ quá, chắc chắn là ta sẽ được sinh lại làm người rồi sao, hoặc là được sinh về cõi trời an vui sung sướng. Thì cái đấy là nó có vô minh trước và vô minh sau trong cái lúc mình làm. Thế nào là vô minh duyên hành, mà đến mà bây giờ vô minh nó mới duyên cho các cái hành động. Hành động này nó dẫn dắt, cái vô minh nó dẫn dắt mình làm việc này, dẫn dắt mình làm việc kia.
vô minh nó xui khiến cho mình làm cái này, xui khiến cho mình làm cái kia. Vô minh sẽ xui khiến cho mình, vô minh nó xui khiến cho mình lớn lên thì mình làm cái gì? Bây giờ có một người hỏi nào, một người hỏi một đứa bé này, con lớn lên con làm cái gì? Lớn lên làm cái gì? Giờ mình thích làm cái gì? Có đứa thì bảo là lớn lên con làm công an và con làm thầy giáo, lớn lên thì bảo là con làm bác sĩ, lớn lên con đi tu. Thì nhà, bắt đầu là nó có cái tư tưởng đấy, cái tư tưởng đấy rồi bắt đầu mà thế con muốn làm cái đấy con phải chịu khó học giỏi thì con sẽ làm cái đó. Thì bắt đầu nó hành động, nó hành động để nó trở thành những cái người như vậy, thì nó có bị vô minh duyên hành không? Có bị vô minh duyên hành không? Vô minh là làm sao? Vô minh là nó có cái sự chấp trước ấy, nó có cái tham ái, nó có cái tham ái dính mắc ấy. Người là thích làm cô giáo thì mà mình có tham ái với cô giáo, mình thích làm cô giáo là nó có cái ưa thích ở trong đấy, nó có cái chấp thủ ở trong đấy mà. Thích làm cái gì đó, thích làm công an, thích làm bác sĩ, thích làm cái gì đó thì nó cũng sẽ sinh ra cái tâm tham ái ở trong đấy, sinh tham ái dính mắc ở trong đấy. Vậy cho nên là trong cái tham ái đấy thì là nó có vô minh duyên hành, có vô minh duyên hành ở trong đấy. Thế là có một người mà thôi con lớn lên con đi tu để con chứng đắc niết bàn thì nó có trí tuệ không? Nó có trí tuệ hơn mấy cái người kia không? Nó có trí tuệ nhưng mà lúc đấy nó có vô minh không? Nó cũng có vô minh, tại vì lúc đấy cái trí tuệ nó còn yếu, nó chưa diệt được vô minh, nó vẫn bị vô minh chi phối. Đấy là vô minh duyên cho hành. Khi mà đi lớn lên rồi, khi lớn lên rồi mình bảo bây giờ lớn rồi đến tuổi rồi phải đi xây dựng gia đình nhá, phải đi lấy vợ lấy chồng nhá, thì cái đấy nó có bị vô minh duyên hành không? Lúc đấy nó vô minh nặng ấy chứ, vô minh quá nặng, vô minh rồi mới sinh ra hành, là phải có cái hành động, cái hành đấy thì nó lại kết thêm vô minh nữa, nó lại cái hành động đấy nó lại tiếp tục sinh ra, nó sinh ra nhiều cái vô minh sâu dày hơn. Còn có một đứa mà thôi chán cái cuộc đời thế gian lắm, đi xuất gia cơ, thì nó thì cái đấy thì cái hành động đi xuất gia đấy, cái lúc đầu thì cái nó có trí tuệ nhưng mà nó còn yếu, nhưng mà sau đó trí tuệ nó mạnh lên thì nó lại diệt trừ được vô minh. Mình đi xuất gia mai mốt tu đi chứng quả là hán thì nó quên hết được vô minh. Còn cái người mà đi xây dựng gia đình thì có chứng quả đâu, thì nó chìm đắm ở trong vô minh, chìm đắm trong vô minh. Vô minh sinh ra hành, nhưng mà trong cái người có vô minh mạnh thì sẽ tạo những cái hành động khác. Cái người mà cái vô minh thấp ấy, cái người mà cái vô minh nó yếu ấy, chỉ nó có một chút trí tuệ rồi thì nó sẽ có cái hành động khác. Còn cái người mà có cái vô minh sâu dày nó sẽ có hành động khác. Avijja Mijjaya Sangara, vô minh duyên cho hành, do không giác ngộ sự thật nên tâm bị mê muội khiến cho chúng sinh tham ái với cảnh trần, sinh ra các hành động tạo nghiệp khác nhau, những nghiệp đó sẽ để lại quả báo ở đời này hoặc đời kiếp về sau. Do mình không giác ngộ được sự thật cho nên là mình có những cái khuynh hướng, có những cái hành động khác nhau. Bây giờ có những cái người mà thôi tôi chọn cái nghề là lớn nên đi săn bắn, đi bắt, đi sát sinh, sát hại vật này vật kia, thì cái người đấy nó không biết rằng làm những việc đấy là có tội, nó không biết vì nó bị vô minh che nấp, nó không có biết. Chứ nó mà biết là ai mà làm cái việc ác đều khi chết đều bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh thì nó có dám làm không? Nó sẽ không dám làm, tại vì nó không biết, nó không biết cho nên là nó mới làm, nó mới có những cái hành động như vậy. Nhưng mà bây giờ rủ nhau đi ăn trộm của người khác ấy, thì đấy cũng là nó không biết là những cái hành động đấy là có tội. Chứ nó mà biết những hành động đấy có tội thì nó sẽ khiếp, nó không dám làm. Vì vậy giờ muốn chữa được cái bệnh vô minh đấy cho chúng sinh thì phải làm sao? Có ai dám chữa cái bệnh này cho người ta hết cái bệnh này? Người đấy phải làm sao cho nó hành thiền, thấy được các cái
các cái cõi sống khác nhau thì nó mới hết được cái bệnh. Còn ông này nó cứ làm những cái việc đấy. Không biết sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là có tội nên chúng sinh ưa thích làm những việc đó. Vì không biết mà, không biết thì là vô minh, vô minh là không biết là có tội. Còn hành là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là vô minh sinh nên hành sinh, vô minh là nhân, hành là quả. Cho nên là khi mà nó xuống nó gặp, khi mà những cái đứa nó làm những cái việc này, khi nó chết thì nó xuống nó gặp Diêm Vương ở dưới địa ngục. Thì là Diêm Vương mới bắt nó, định đem đi tra tấn, thì nó mới hỏi vặn lại tại sao có địa ngục ấy mà ông không nên báo cho chúng tôi biết. Nếu không báo cho chúng tôi biết thì chúng tôi đâu có làm những cái việc này. Thì bây giờ mình có trách được không? Trách được. Ví dụ như bây giờ những cái đứa nó đi ăn trộm bị công an bắt, mà tại sao mày dám làm việc này? Tôi không biết, tôi tưởng làm việc này nó không có tội em mới làm chứ. Tại sao mà chế ra là nếu mà người làm những cái việc này nó có tội thì sao không đi thông báo cho chúng tôi biết? Chúng tôi mà biết chúng tôi đâu có phạm vào cái pháp luật này. Thì lúc đấy nó, nếu mà nó lý giải vậy có vô tội không? Có chữa được không? Bảo chữa. Thuyền luật sư xuống dưới địa ngục bảo chữa được không? Cãi nhau với Diêm Vương là nếu mà tôi mà biết có tội tôi đã không làm những cái việc này. Thế nhưng mà Diêm Vương bảo ta có cho người nên thông báo mà. Ta có cho người nên thông báo. Mà tại sao người không chịu nghe, người không chịu biết? Mà ta cho sứ giả, ta cho rất nhiều sứ giả lên trên đó rồi. Ta cho rất nhiều sứ giả nên thông báo rồi nhá, chứ không phải ta không thông báo. Thế bây giờ ngươi đã thấy một người già chưa? Có thấy không? Ai mà chả thấy. Vậy người già là gì? Là sứ giả của Diêm Vương. Bây giờ cứ nhìn thấy ai mà có tóc bạc phơ, răng rụt hết rồi ấy, mắt mà mờ mờ đấy, chân đi lõm khõm ấy, cái đấy là sứ giả của Diêm Vương đã gửi lên nhá, thông báo cho mọi người biết là sau này mình cũng sẽ già. Mình biết đi, bây giờ mình còn trẻ, mình biết là cái người kia trước kia người ta trẻ như mình, mà giờ người ta già rồi. Thì bây giờ ấy, mình còn trẻ nhưng sau này mình cũng già như người đó, thì mình phải thấy rồi, cái từ cái trẻ đến cái già là chắc chắn nó sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi cái già này. Vì vậy cho nên mình bảo trước sau mình cũng sẽ già. Bây giờ mình còn trẻ mình phải làm cái gì cho đáng làm đây. Cho nên mình không có làm những cái bừa bãi, làm cái gì cho đáng làm. Mà cái người bảo thôi bây giờ mình còn trẻ, mình hưởng thụ những cái niềm vui trước đi, mà đến lúc già này không kịp nữa. Thì đến đây có phải là thức tỉnh không? Thì cái đấy. Còn cái người mà thức tỉnh ra được ấy, thì người ta sẽ biết phải làm gì.